xác minh của bé đấy. Này tối qua bà có đi xem không? Có. Ui rồi, bà thấy tôi hát hay không? Có. Mấy đứa cháu nhà tôi nó thích lắm. Ừ, thích quá hay rồi nhỉ. Thế nhưng mà ông hát sao ông cười nhiều thế? Ôi cái bà này, hát thì người ta phải cười, phải tươi chứ. Phải đông đưa, trẻ nhẹ thì tôi khóc à? Gớm, răng không nên xì, khán giả nhìn người ta choáng luôn. Ừ, răng đẹp à? Ôi đúng rồi. Đấy, ngày kia là tôi phải quay cái chương trình MTV. Nếu mà đưa cả cái bộ nhá đen xì lên màn hình, cả thế giới người ta nhìn thấy chết nhỉ. May có bà nhắc, tôi phải đi gặp nhà sĩ cải tạo ngay cái bộ nhá này. Bà cứ ngồi đợi đây nhá. Này này này, thế vé của người ta đâu? Lời đầu tiên thì em kính chúc hai chị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng. Em là ca sĩ Vân Tuệ. Hôm nay đến đây là chăm sự nhờ hai chị và các bác sĩ ở đây giải quyết làm sao cho bộ nhá của em nó không bị tối nữa. Có nghĩa là nó luôn sáng chói, ngồi gầm giường mà vẫn sáng chói, đó là nụ cười của em. Dạ, phòng khám em rất vinh dự được đón ca sĩ Lâm Tuệ ạ. Vâng, dạ em cho anh hỏi một chút là anh có thường đến khám răng định kỳ không ạ? Từ bé giờ em đến phòng khám răng này lần đầu tiên đấy ạ. Dạ, anh hút thuốc lá đúng không ạ? Ui giời, thuốc lá? Em nghiện từ bé. Dạ, thế thì chúng em sẽ giúp anh có một hàm răng trắng bóng và tư vấn cho anh cách chăm sóc và vệ sinh răng miệng. Ui giời, thế thì tốt quá. Thế thì ở đây em cũng xin trình bày thế này. Em có một cái răng sâu này. Đấy, mỗi lần ăn thịt gà, ăn cỗ là nó rất là phức tạp. Thế thì ở đây nhờ hai chị sĩ và các bác sĩ là nhổ luôn cái răng hư hỏng đấy cho em. Ê chết, sao lại nhổ á? Anh có biết là cái răng của mình gắn bó với mình cả cuộc đời không ạ? Ôi giời, đời em còn chả tiếc lại tiếc gì cái răng sâu. Nhưng mà anh có biết là thay một cái răng bây giờ rất đắt không ạ? Đắt là bao nhiêu ạ? Những 1.000 đô anh ạ. Ừ, 1.000 đô em chơi. Riêng thằng này đã ăn chơi thì không bao giờ sợ răng rơi. Đấy, đúng. Dạ, thế thì em sẽ mời anh lên để các bác sĩ sẽ khám và tư vấn cho anh xem có nên nhổ cái răng đấy không ạ. Có thế ạ. Vâng, thế cảm ơn chị. Vâng, em mời anh ạ. Để vào đây cho các bác. Dạ, giới thiệu với anh, đây là bác sĩ Thắng, sẽ trực tiếp khám và điều trị cho anh ạ. Ê, cô nói thế nào ấy? Mặt thế này không thể nó bắt được. Ê, em xin phép gọi anh là anh chị. Ê, cho nó thân mật, cho nó gần gũi. Được rồi. Vâng. Hôm nay em đến đây là có hai việc. Việc thứ nhất là em nhờ anh chị trà và xử lý cho em cái bộ nhá này cho nó đỡ tối. Đấy. Việc thứ hai là anh chị kiểm tra cho em là cái răng sâu, xem là có nên để hay là nhổ. Có gì bác sĩ cứ bảo cho em biết. Nếu mà phải nhổ, kể cả mất vài nghìn đô em cũng tiếc. Không thành vấn đề. Còn nếu mà không phải nhổ thì phải tư vấn ngay cho em để em đỡ phải mất tiền. Dạ, được rồi. Còn làm chúng ta mà cái đầu em đi. Ê, này, em hỏi thật anh sĩ là có đau không? Có đau không? Anh yên tâm, tôi sẽ điều trị cho anh phương pháp không đau một chút nào. Ủa thế ạ? Em nói thật với anh sĩ nhá. Người ta bảo là vợ chồng bỏ nhau không mau bằng bác sĩ làm đau con bệnh. Đấy. Đời em không sợ gì, em chỉ sợ mỗi đau. Được rồi, anh cứ yên tâm. Có thời gian đi qua đây thì chúng tôi sẽ điều trị dứt điểm cho. Ôi thế à? Mày thế? Em không phải mất tiền. Em cảm ơn anh chị. Ơn này em cũng quên rồi đâu.
Trả ra thế này anh ạ, em này vừa làm cái hàm răng này, làm được hàm răng cái thì nó lại văng mất cái mũ. Em thấy răng nó trắng quá, thế là em sướng, em bỏ quên ngay cái mũ ở chỗ nhà khoa, mà em lại đang vội đi diễn, cho nên là mong các anh bỏ qua. Thôi thì tha lỗi cho em, đây là lần đầu cũng coi như là lần thứ ba, lần thứ nhất. Tôi biết anh là ca sĩ nổi tiếng rồi, nhiều show nhiều trọng, nhưng mà cũng mong anh thông cảm. Anh vi phạm thì bắt buộc chúng tôi vẫn phải xử lý. Nhưng nếu như ai cũng như anh mà không xử lý thì còn còn nhiều về nữa. Thôi bây giờ chúng tôi sẽ lập biên bản, anh thông cảm nhé. Các bác cứ lập biên bản, nhưng để tham gia giao thông đúng luật, em gửi hai bác cái xe, các bác trông của em. Em chạy về nha khoa, em được cái mũ rồi em lại chạy ra. Ê, em đi các bác nhé. Vẫn nộp 150.000 như là trước hả bác? Đúng là phần nghệ sĩ cũng khác. Được rồi. Anh Quân thì sao ạ? Có chị nào giấu cái mũ cho em xin. Anh Quân, mũ anh em để trong nhà. Ôi rồi, thế là cho em xin, cho em xin. Vâng, để em lấy cho anh ạ. Đấy, làm được cái hàm răng trắng, thế là vắng luôn cái mũ. Đi đường mải ngắm răng thế nào gặp ngay mấy anh cảnh sát.